Đấy, nay vợ mình làm bột mì chiên. Đây là cà rốt các bạn ạ. Cà rốt vợ mình thái nhỏ ra này. Bà xã bà thái nhỏ đấy. Đó, vợ mình thái. Đây là cà rốt nhá. Cà rốt nhá các bạn nhá. Đấy, cà rốt đấy. Đây là hành lá. Đấy, bây giờ nó cắt bột mì. Bột mì Canada. Thôi, em nước của anh sôi rồi. Em cứ làm đi, tí nữa để mà anh pha chè. Mình quay xong hết cả. Hết không? Ăn hết à? Hết luôn đi hả? Hết. Bột mì nha. Mì. Trứng. Trứng. Cho bột đường vào luôn hả? À. Cho bột đường ra con mèo ta. Cho nhiều không? Không biết. Cho ít thôi, nhảy nhỉ, lấy muỗng thì cho một muỗng thôi nhỉ. Một hai muỗng. Rồi, mình cúm hay sao các bạn ạ? Hình như Covid-19 nó về đến mình hay sao? Mũi cứ thấy ngứa ngứa các bạn. Đang dịch nhiều ấy, đợt này đang dịch nhiều các bạn ơi. Ở Sài Gòn cẩn thận nhá. Thôi vậy thôi em ạ. Ừ, được rồi. Ở này nó có độc hại gì không? Không biết. Cột nó vào, buộc nó vào đằng hoàng. Đó là hai quả trứng. Đấy là bột mì, bột nở, cà rốt, hành. Các bạn ạ. Đấy, trứng. Có đũa rồi mà. Trứng các bạn ạ. Trứng. Đấy. Đấy, trứng gà ta đó các nhá các bạn nhá. Trứng gà ta là cái lòng nó phải đỏ. Cái lòng đỏ nó phải đỏ. Đó các bạn ạ. Thấy chưa? Cái lòng đỏ nó đỏ rực ấy. Đấy nhá, là gà ta. Còn nó vàng nhờ nhờ ấy đâu không phải gà ta được không? Bây giờ bà xã mình nó ngoáy đều lên, ngoáy bột nở. Cái này nó có đều được bột nở không? Đều chứ, tí mình cho nước nữa đi. Nhiều quá không? Cái này nó lòng lòng mà. Lòng lòng à? Ừ. Lòng lòng ý. Này phải ủ cả tiếng hai tiếng nhé. Ủ cả tiếng đấy. Ừ. Ủ cả tiếng rồi đậy lại. Nắp đậy lại cho nó bột nó nở lên rồi mới làm một chiếc. Hai quả trứng mà chả thấy nó đỏ đỏ thế nào ấy. Hai quả trứng mà chả thấy nó hồng hồng thế nào ấy. Hai quả trứng không thấy hồng à? Hai cho quả nữa. Thôi, hai quả được rồi, ít. Ít. À, cho hạt nếp vào nữa đấy. À, cho vào. Hạt nêm. Thôi vừa vừa nó mặn. Thôi vậy thôi. Ừ, nó mặn. Hạt nêm nó mặn.
Bạn này được chưa? Được ở đây nhỉ nhỉ? Cho thêm ít nước vào cũng được. Thích thì cho thêm ít nước vào. Nó lỏng quá hả? Rồi, cho cà rốt được chưa? Cà rốt, cho hành và đảo với nhau. Hành cũng cho vào luôn à? Cho vào luôn. Đấy. Xong mình mang đi ổ các bạn ạ, ổ khoảng 1 tiếng này, ổ khoảng 1 tiếng các bạn. Cho nó nở đi, nó nở, nó ngấm bột nở, nó ngấm gia vị vào, xong để cho cái bột nở nó phát triển, nó chín 1 tiếng xong mới chia. Vậy là vừa đấy. Lại thằng Nghĩa nó sang bảo ông đi đâu rồi. Là ông đi chợ rồi, ông đi uống cà phê rồi. Lần nay không làm video nữa. Nghĩa thích lên video, nó lại xem ông đấy, và nói lại bảo xem ông. Được chưa? Được đấy, được rồi. Bây giờ ủ để nha các bạn nha. Bây giờ ủ để bây giờ nó nở lên rồi mới chiên. Đấy, bắt đầu chiên đấy các bạn ơi. Chiên đấy. Chiên đấy. Vàng chưa? Đấy. Đấy, lúc nào em của mình nó vừa lửa thôi, nó vừa lửa để anh chỉnh cho. Nó cháy quá nó mất ngon, nó vàng vàng nó mới ngon. Đó vàng á. Ui giời. Ui giời. Cái trong nó chín không không á. Đấy, để anh gắp cho. Em cứ làm cái việc để anh gắp cho. Đó, nó phải vàng như vậy đấy. Đó. Đấy, bây giờ mới đúng lửa nó đấy. Nó mới vừa lửa. Nó trương lên mà nó có cái nó mới phồng lên này em này. Hả? Đó, cái này em cho ra được rồi. Đó, nó cứ ấy là em cho ra được rồi. Cái này nó chỉ vàng tới thôi. Vàng tới này là nó vừa em. Đó. Lần nữa. Ôi ôi, nóng. Cọ vào cái xoong này nè. Cọ vào cái xoong nó nóng. Đó.
bắt đầu là bây giờ là trở đi là nó vàng nó ươm á. Bây giờ ngon chưa? Đấy, nó phải vàng này này em này. Cái này đã sáng mới nhìn rõ chứ. Hả? Cái này không rõ nào, rõ vàng ươm này. Ươm luôn. Ừ, cho nó vàng tí không? Cái này cũng như bánh mặt trăng các bạn. À, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng này, rồi. Này có miếng thịt là giữa đi. Hả? Có miếng thịt là giữa đi, thì bánh mặt trăng thì đó. Cái này hả? Dạ. Ờ, nó làm có tôm, lần sau làm cho tôm vào. Rau sống rồi nữa. Ăn cái này mới rau sống luôn. Cái này cắt ra rồi mới giấm. Với lại rau sống. Bánh áp treo. Đúng rồi, cái này nó như bánh áp treo hay gì đó. Cái này nó có cái quang nhựa cầm và nó đỡ nóng. Thôi vừa thôi. Ít thôi cho nó xịn. Lật cái giữa đi. Đó. Rồi vớt những cái này, vớt hai cái đó vớt được rồi em. Đó. Thơm rất ngon. Vàng ươm. Đấy. Nghĩa ơi. Sáng nay ông cho bánh này Nghĩa ơi. Do cái lửa kia mình cái bếp điện ấy sao lại không nhỏ nhỉ? Ừ, cái nhỏ quạt rồi. Nó hư sao? Thôi bây giờ không đun không chiên vào cái bếp ấy nữa. Cắt ra được rồi, hai cái đó cắt ra rồi. Bây giờ không chiên vào hai cái bà không chiên vào bếp điện nữa. Nào có tiền mua bếp từ, không mua bếp đó nữa. Bếp để đun canh thôi. Em ạ, nấu thôi. Đấy, vậy được. Sao nó có cái mùi gì nó thơm thơm nhỉ? Em nhỉ? Có cái mùi gì thơm thơm? Cái dầu này nó nóng lắm đấy. Cái dầu này nó nóng lắm đấy. Tỏ vào cái nó rất đẹp, cháy đen. Cái dầu là bây giờ nó lên cả mấy trăm độ ấy. Đùa đâu. Gắt rồi em. Đùa đấy. Đấy, nó vừa vàng là ngon. Chờ tí nữa ăn với rau sống luôn. Cuộn rau sống luôn. Cái này là có giấm, tiêu, ngũ mắm. Người cắt rau sống á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi, ăn thế này, tí nữa ăn cơm sao? Cái này kể có cái gác để lên đây nè. Để cho nó chảy cái dầu ra. Người ta chuyên nghiệp là người ta làm. Đây mình làm ăn. Kìa. Đây mình. Trời ơi, chiên này ăn tí nữa làm sao mà ăn cơm? Chiên hết rồi. Hết luôn. Chiên để làm gì nữa? Chiên hết luôn. Hết. Không để. Dầu nữa. Dầu kệ nó. Anh ăn thử cái này. Anh ăn thử. Nóng không? Nóng. Mời các bạn này, mình ăn thử một cái này. Mình ăn thử trước nha. Mời các bạn nha. Ngon. Ngon. Tí làm nước chấm này, giấm này, chấm này. Ừ. Ngon lắm, phồng lên. Này cho ít thịt nạc vào cũng ngon. Này băm thịt nạc vào cũng ngon. Ngon lắm. Ăn sốt sốt như bánh bông lan. Nhìn nó đẹp lắm. Nó lại có cái... béo béo. Béo béo mà ngon. Nhưng em tí nữa chỉ ăn một hai cái thôi. Nhưng nhiều dầu em. Để anh với thằng Nam ăn thôi. Làm cái nữa đây các bạn. Đã. Đấy, cái này. Nó có hành nha nha, đây là cọng hành. Ngon á. À. Rất ngon. Rất là ngon. Các bạn. Ngon á. Thơm thơm hành. Cái hạt gì nhỉ? Cà rốt. À, cái là cà rốt làm nhân. Không phải làm nhân, mình cho cà rốt vào nó đỏ đỏ, đẹp đẹp. Ăn thơm thơm mùi béo béo, mùi trứng. À quên, có bơ. Có bơ vào nữa. Béo béo. Các bạn ạ, ngon lắm. Giật cả mình. Béo béo các bạn. Cái này ăn lẫn với rau sống được. Mới chấm được. Nhưng mà hơi đậm đậm rồi. Em ạ. Hơi đậm đậm rồi. Hả? Hơi đậm đậm. Thank you.
xin được không? Xin được không? Nóng không? Em cầm cái cán nó nóng không? Cầm cái cán của nó nóng không? Cái này làm như bánh áp treo không? Dạ. Cái này bây giờ em làm một tí giấm nè, lẫn một tí mắm nè, lẫn tiêu nè. Rồi cắt cái này ra rồi chấm như cái đấy ăn nó ngon hơn. Hả? Cho một tí mắm, một tí giấm, rồi hạt tiêu. Rồi cắt cái này ra rồi chấm với cái nước đó ăn. Vậy mặn. Hả? Ít mắm thôi, cho giấm vào chút nữa là nó mất mặn. Mình còn giấm không? Có. Tí em thử làm nha. Làm được chấm nha. Các em quay mình đi chứ. Để mình cứ phải tắt đi một tí. Mình làm thì mình ăn là mình ăn cái nữa. Ngon lắm. Ngon lắm. Các bạn. Hả? Ngon lắm. Hả? Làm cái nữa đi. Đỡ ngứa miệng. Vừa chiên vừa ăn nó mới ngon các bạn. Vừa ăn vừa chiên thì ăn ở trên bếp này nó mới ngon mà. Nó ngon miếng không? Ngon lắm. À, nguyên túi con miếng thôi. Thôi đứa thèm. Chắc là ăn. Thằng Nghĩa đi đâu nó sang vậy? Ăn cái này khoảng 6-7 cái là ngứa. Các bạn nó được 6-7 cái ngứa, mình ăn có 3-4 cái mà ngứa ngứa. Chắc là bột gạo ngon hả? Cái này làm bột nếp ngon hơn. Làm bột nếp ngon hơn. Làm bột nếp ấy. Bánh áp treo làm bột tẻ thôi. Bột nếp cũng ngon. Là một nếp nó ngon hơn. Nếp là được dính. Dính có dầu rồi sao lại dính? Dầu rồi sao lại dính? Thật hết chưa? Còn bằng này nữa. Thật hết rồi các bạn. Được rồi đấy. Bây giờ dầu càng ngày càng già mình không cần để ấy quá đâu. Bây giờ nó vàng nó ngon lắm các bạn. Nhìn hấp dẫn lắm. Ngon lắm. Này mà trẻ khỏe ăn được nhiều. Mình thì chỉ làm khoảng cỡ càng ngon đấy. Càng ngon. Càng ươm luôn. Ngon. Ươm ngon nhỉ. Càng ngon lắm các bạn. Đấy. Ngon, ngon lắm.
bình ga làm hai loại. Bảo lấy cho cô bình mới. Thằng ga bù lao bù tiệt. Nó lại cầm ra hai loại nữa cô. Cái này mới hơn thì cũng ít hơn. Hả? Cái này mới hơn chút nhưng mà nó ga nó ít hơn. Còn cái này nó cũng hơn tí nhưng mà ga nó đầy cô ạ. Cô lấy cái nào cô lấy. Lấy cái mẹ nó mới cho nó an toàn như em mà cũng tham. Mới hơn một tí thôi nhưng mà được tí tiệm ra. Mang vậy nó tương đương nhau. Nó phải mới. Bình mới mình đổi cái bình mới, mình lấy cái bình mới cái độ an toàn nó cao hơn ba cái bình cũ là. Bình cũ là tự bọn nó sang chiết, mấy cái bình cũ là nó nguy hiểm lắm á. Cũng không phải bình mới làm gì đâu, chẳng qua nhìn nó bơ, vỏ nó mới mới tí vậy thôi. Không phải bình mới đâu. Bắn ga, mấy thằng bắn ga mày là cô hồn lắm. Ga mày đúng như là phạt mày nghiêm ngặt với cái bọn này, gây nguy hiểm. Nhà chức trách nghiêm ngặt với mấy cái thằng bắn ga. Rất nổ chết cháy. Hết rồi. Nghiêm ngặt mấy thằng mẹ nó về mà nó hàng mà nó xăng dầu ga cháy nổ nguy hiểm. Cứ để cho nó làm ăn vớ vẩn cháy nổ bình thì nó ba cái bình hết đát cũ vớ vẩn để nó bán nó đổi. Bảo sao nó nổ chết người. Thôi nha các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Chúc các bạn buổi trưa chủ nhật vui vẻ nhá. Mình dừng video ở đây đây.